các bạn nha. Thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. À đấy, bây giờ mình thấy cộng rồi. Nó còn hiện lên nữa cái địt mẹ nhà nó. Đã không có ấy rồi, nó hiện lên rồi, nó còn hiện lên. Địt mẹ tại mẹ mà hay là nó tự kết nối này, này. Mẹ mà tắt. Mà chó gì? Tự kết nối cái chó. Này, như này ạ. Từ này. Cộng hai chục cái như vui như Tết rồi. Vui như hôm năm cậu ấy. Cộng hai chục anh chơi này. Nó còn thằng nào nữa nhỉ? Thằng nhớ của em này. Mà thôi solo cho mẹ biết lại rồi đó. Không biết là đòi. Nó vẫn ngu rồi, nếu hôm qua là nó rùa ở lồng rồi. Nó ngu cặp luôn. Nhiều con em này. Này hử. Đéo. Này hử. Con em này nhiều hơn. Chỉ là đôi khi nó ngẩn ngẩn cả hơi thôi. Chà này. Và solo này khi vẫn thắng. Vẫn đi đây đi nào. Nhưng mà sẽ solo vậy là sao không? Đấy. Mình phát đạt đỏ. Đi nhắn tin đi. Bạn thường nữa anh em không? Thế tí chưa online nha. Để xong ra lớp bọn nó chơi. Hôm nào ra lớp lại solo. Hôm nay ra lớp lại solo tiếp đây. Mà hai thằng cân 3 luôn. Nó sẽ đùa. Thì bọn anh 3 cân 4 này. Anh 6 mình hơi đông quá rồi. 3 cân 4 hút kem. Nghe nhớ nhá. Đố con được nó. Nhưng mà để xem nó có cho vào không nữa. Xong rồi nó bảo là thôi cái này đủ rồi, gọi đéo này nữa. Thì sợ nó bảo đấy thôi. Con chó này chơi toàn góc lát mới lại trèo tướng búc bẩn thì chơi với lùng. Vẫn nó kiểu gọi là dạng chơi bẩn của cái đám tự chiến mà, cho cái bọn tự chiến ấy. Nó gọi là cái bọn gì nhỉ? Anh em tự chiến mà. Nó có biệt danh đấy. Lúc đéo nào chơi cũng 4 thằng, hoặc 4 thằng đéo nó cũng bẩn thì mà không phải bắn bẩn đâu, không phải là nhảy lên nhảy cao gì đâu mà nó toàn trốn góc lát hay là xong lại trốn trèo tường ơi. Mẹ toàn bẩn lắm mày. Ừ, tí chó là hốt nó bắn thì nó chó nó bắn bắn nhảy nhảy chạy chạy cơ mà. Mà lúc nó bắn gần thì bắn nó tất đào rồi. Nó đi nó còn ghét dựng keo nó chạy như điên lên. Mày biết là ta chùm có kiến này, chùm chim có kiến này. Kiến, kẹt vừa được mấy phát. Mỗi lúc mấy phát thì mẹ xin tồn lúc. Thì không nếu nào cầm thêm, cầm thêm kiến. Tất vào đầu, mình ngã luôn, nó đang ngủ lên luôn. Mẹ ngủ qua luôn. Hôm nay nữa luôn. Dựa được mấy hôm rồi kìa. Dựa được mấy hôm. Cứ nhìn lạ mãi mãi. Nào là trượt mấy phát. Trượt mấy phát nhưng mà không vào đầu. Đấy. Vào đầu nó khác. Thế không phải là chồm nữa không? Chồm mấy thằng lại cũng mỗi thằng một viên. Kể cả thằng chồm luôn. Thằng bị chất. Mẹ, kể cả là thằng chồm. Chồm nghĩa nó mất thằng nào thì bị hạch rồi. Thế thì thế mới gọi là chồm chứ. Chất. Chất. Như. Chất kiến rồi. Vách cả hay là đạn mẹ nó bắn tất đảo ở đây. Solo mày sơn bắn trước đấy. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về là tôm mỏ. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa với các bạn nha, thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Nó có skin mà vẫn thích, dính tâm hơn khẩu màu 014 của anh Sơn.
gì? Dính dính tâm hơn cả mầm 014. Nó chả dính hơn. Nó dính hơn nhiều luôn là khác. Nó dính căng hơn nhiều. Nhưng mà một tỷ phần trăm là nó vẫn dính tâm hơn khẩu mà 114 kia. Tí là tí luôn rồi. Nào đó thì mâm lên thôi em mà dính ừ. Đi mẹ. Một cái dính căng nhiều, ừ, dính tâm hơn. Này, mẹ mày nói rồi không nghe. Solo luôn, để dí lại solo, đéo nặng solo. Dí cho bọn nào, kiểu nặng như lời. Thế thừa hơn người ta, đéo nặng gạt solo. Tao tắt skin luôn. Nào vào huấn luyện này nhìn mất hiểu nghe. Đi vào huấn luyện. Huấn luyện để mang hai quả đấy vào đấy đen cần lại cái ngu nhìn nhá mày còn nào dính tâm hơn cậu này nó này mày bắn khác đấy lại mày bắn khác chịu hai khẩu một trầm vực với nhau khẩu dí căng hơn dí đam lâu hơn khẩu nó dễ vuốt hơn này tự đi mà dí đây này chắc tin mày đéo đi đây chơi lẽ cái gì nhau đâu. Đây là nó chạm đây. Nó ra là chạm hơn với anh thì mong đây. Đây mày không hiểu à? Chị mong mong này dí nè. Đây đây mình lại cái này. Cái này cứ hai viên một viên. Đây. Mình xuống mình đéo gì vậy? Đây. Mình làm đéo gì? Đi chạm hơn chỗ này. Không thấy à? Ô ai chỉ biết là đi chạm hơn. Cầm nặng hơn hơn đấy. Chạy chậm hơn đấy. Ai chỉ biết là đi chậm hơn. Thế thì đang bảo đây. Nó bảo ý tâm cơ mà. Lại bảo. Nó không mắt mắt chọn hiểu không? Nó mắt chọn lên là dí anh mạnh lên. Đấy, cả hai cái luôn, cả ba bốn cái luôn này. Rồi mày đéo kêu người đó biết thế này. Đi, cứ dình vuốt mẹ. Nó bắt tôi khác hẳn lắm. Đây là chị em ngoài thằng này. Cái này. Chị em cái thằng ngoài đây này. Và luôn huấn luyện mà kè đi. Như con cặc sẽ tinh lòng của em, sẽ tinh của lòng. Như con cặc. Đi. Đã tắt người đấy. Đi. Cái gì ấy thôi quen thôi. Chỉ quen. Ông đây chả khó nào có skin quen hết cả lỗ luôn. Để bán xài. Đi vật đầu. Em là cái đầu sao mà có mẹ em cứ mà chi đâu. Kỹ năng chả không nào khỏe hơn cả chỉ bảo là nó phải hơn mẹ nhưng mà nhìn qua nó vẫn hơn đấy thì tao vẫn hơn mẹ đâu có sạc kim nhưng mà nói chung là nó phải vẫn nhiều hơn mà không muốn là 8 rồi mà nào sinh ra thì mẹ hai viên là cũng đứt luôn thôi. Viên giáp là lên mẹ còn này nặng quá rồi như bình thường mẹ còn này vút hai viên bắt viên hai lên đảo đấy đấy mẹ vút vãi đéo lên mà rất là nhảy gần cái gì tầm mà đảo đất này giáp là lên này vút ở đấy thì cũng thế thôi. Nó nhẹ hơn nữa, chạy nhẹ bao nhiêu thoải mái với lộn để... Nó gọn hơn thôi, nếu dài thôi. Nó cầm đéo thì cầm đi mẹ. Thế ba bên, cả ba bên lên đầu này. Ba bên ta cũng mạnh như mẹ, cầm đéo mẹ như thế. Nhìn này.
sáu viên lên đạo chất chơi luôn.